Trời ơi, con nó vô tiệm tôi nó lên cái thùng nó ngồi cái kiểu này nè trời. Mẹ, mẹ, con muốn cái này không? Mẹ, mẹ. Trời đất ơi, không, nhưng mà con thấy đây nè. Ai mới vừa gửi quà cho cháy nữa nè. Wow. Trời ơi, nó vô tiệm tôi nó lên, tôi để cho nó ngồi trên cái ghế đó. Trời cháy, con không có lụm cái khăn giấy đó lên giùm cho mẹ cho cháy. Tôi để lên ngồi ghế đó. Nó vô, nó ngồi ra cái đó. Sao ắt ok, lụm cái khăn giấy lên chứ. Mở cái nào, mở đồ chơi cái nào. Sao ai gỡ đồ chơi cho cháy nữa ta? Hay ta. Yeah. Oh. My goodness. Trời đất ơi. Wow. Này, cái này là Disney Princess Fancy Dress Shoe. Wow. Yeah, cái này là Disney Princess này cháy nè. Cho coi ai gửi cho cháy đây. Có tên của người gửi không? Oh wow, sao không có thấy cái tên của người gửi rồi ta? Oh, chú Bình. À, chú Bình gửi nữa. Hả, mẹ cắt ra cho con hả? Trời ơi, con có đôi giày này, con được đời không? Đôi giày này đi dạ tiệc chứ còn đi đâu nữa. Trời đất ơi, quá luôn cái đôi giày luôn. Còn cái giỏ đây coi coi. Ui chào ơi, cái giỏ Disney nè, giày xách cái giỏ đi đám cưới được rồi. Hả, sao có mặt đơ vậy? Hả, mở ra, mở ra. Wow, cái đôi giày này chỉ có công chúa mới có thôi nha. Người thường không có giày này đâu nha. À, con mở ra đi, con mở ra đi. Oh wow. Trời ơi, cái giỏ này là không phải dẫn chơi để có cái giỏ này đâu. Có công chúa mới xách cái giỏ này đi dự mấy cái cuộc hội nghị bàn tròn nè. Công chúa xách cái giỏ này đi gặp bằng. Hả, công chúa này xách cái giỏ này đi gặp bằng tử nè, thấy chưa? Gỡ giày ra con mang thử vô không? Đi ra đằng kia, đi ra đằng kia, đi lại đằng kia, đi lại đằng kia. Trời ơi, nó mang vô giày vừa ý luôn nè trời. Cái gì? Oh wow. Rồi đi xách làm chi xa xa đây cho mẹ coi coi, mẹ ngắm coi. Xách làm chi xa xa ra mẹ ngắm coi. Ôi chào ơi, sướng chưa? Trời ơi, nay mang giày cao gót. Giày cao gót mang vớ luôn chứ ơi. Hả, nhiều hoa ngày Tây hả? Uống không? Ủa sao bỏ nhiều hoa ngày Tây vô giỏ? Bậy không à. Hả? Đây nè, con muốn bỏ là con bỏ mấy cái này nè. Chị đi, bỏ mấy cái hộp này nè. Bỏ mấy hộp gì hoa tay vô giỏ đi giao cho cô chú đi. Chết rồi, mày lấy đi xong. Tuyết vô mang ấy cái nền nhà rồi. Đúng rồi, bỏ nhiều hoa người tay vô giỏ đi. Để mày lấy cái dơ đồ vẽ cái mẹ chùi mấy cái này. Thôi ơi, nó gom gì hoa người tay bỏ vô giỏ rồi cô chú ơi. Trời ơi, đây rồi, em cầm cho chị Hai. Dạ, chị Hai bỏ vô đi. Chị Hai đi xếp hàng cho cô chú với chị Hai. Dạ. Ủa gì vậy, không làm sao? Trời đất. Đi xếp hàng không? Đúng rồi, đi xếp hàng. Đúng rồi, chay là cái giỏ này đi xếp hàng được là đi xếp nhiệt khoan ngày Tây nè. Quá luôn, quá độc chiêu luôn, cái giỏ này quá độc. Rồi, ok, đây rồi, đây là thêm chai nữa, thêm cái nữa đi. Rồi, thôi gài lại, đúng rồi. Gài lại. Được chưa? Đây được chưa? Rồi, ok, xách đi xếp nhiệt hai ngày Tây đây. Rồi, con xếp gì cho mẹ nha, tiền đưa về cho mẹ nha. Xếp gì hoa ngày Tây, tiền về đưa cho mẹ nha. Rồi đi xếp đi. Bye bye chay. Drive safe. Ok. I just walk by my feet. Ok, đi. Đi xếp gì hoa ngày Tây đi. Next door. Oh, wow. Dữ chưa? Rồi tới chưa? Tới nhà cô chú chưa? Rồi gõ cửa nó mở cửa. Mở cửa. Tôi là người giao hàng. Không, phải đây nè. Con là người giao hàng đây. Ê, bây giờ mày nhầm làm bộ mày vô đây mày mở cửa cho con nha. Rồi con đứng ra đây mày làm bộ mày vô đây mày làm người mở cửa. Đấy, chưa. Rồi bây giờ con gõ cửa đây. Ai đó? Con gì? Con là princess. Princess ơi. Okay. Princess có cái gì cho tôi á? Ồ, có gì khoan ngày Tây hả? Bác cho hộp đi. Một hộp. Ok.
đúng rồi đứa. Thôi bán gì nó bán gì qua ngày tay. Chút chút chút. Trời ơi con ngồi đau khổ. Shipper sao shipper không không shop à sao khoanh mà phải shipper. Shop là shop. Sao shop không mang giày ba ta cho nó dễ đi mà shop đi ship hàng là shop mang đôi giày cao gót cho shop. Nhiêu tiền hộp gì qua ngày tay? Nhiêu tiền hộp vậy shop? $2. 2 đô hả shop? Sao rẻ quá vậy? Cái gì vậy shop? Ủa sao vô shop vô là nhà em shop lấy nhiệt khoan ngày tay shop bỏ vô vỏ shop vậy? Mà bây giờ nè họ hỏi nhiệt nhiệt khoan ngày tay này nhiêu tiền? $2. Hai ủa ủa sao lấy lại? Mommy. Hả? Mommy just... Sao có sao 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 nhiệt khoan ngày tay rẻ vậy vậy shop? Shop bán hàng thiệt hàng giả đây. Shop 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 rảnh không? Em cần người vô hàng nhị hoa ngày tây cho em. Sắp rảnh không? Sắp ở lại sắp sắp vô hàng giùm em nha. Đi qua chỗ cà cửa khác hả? Ok, đi qua phía bên kia nha. Qua phòng bên kia nha. Rồi bây giờ để mẹ vô trước, để mẹ vô trước đã. Rồi con đứng ở ngoài để con gõ cửa nghe chưa? Ok. Rồi ok. Ai đó? Chị, con nói không phải, con nói là shipper. Con nói shipper đây. Shipper đây. À shipper mở cửa shipper. Ship cái gì vậy? Ship my khoan ngày tay in another room. Ồ ship my khoan ngày tay đưa đây. Không biết luôn. Ủa sao không biết luôn là sao? Chị nói cái này. Ừ chị đó đưa đây. À đưa. Có không? Có bao nhiêu không? Em muốn lấy 3 hộp. Ship cho em 3 hộp đi ship 3 hộp. Đếm cho đúng 3 hộp nha chưa? Đếm cho đúng 3 hộp đưa em nghe shop. 1 đứa đấy. Đưa thêm 2 hộp nữa. 1. No mommy, don't have any. Cái gì? Then give it to me. Ủa gì kỳ vậy? Don't have any right there. À, trời ơi. You pick them by yourself. Hả? I pick them, mommy. Sao shop vô shop lấy hàng của em? She don't want. Hả? Hàng này của em mà shop. Rồi, ở bên này shop làm. Họ đi chỗ khác nè hả? Cái này phải không? Rồi, ok, giờ để em vô đây trước nghe shop nha. Ok. Để em mở đèn lên nè. À, rồi, ok, shop mở cửa nha. Ai đó? Trời ơi, JD Princess hả? Công chúa JD hả? Để mở cửa ra. Công chúa đi đâu đây công chúa? Ủa, sao công chúa vô nhà em? Hả? Ôi trời, từ từ công chúa ơi, coi chừng té công chúa ơi, cái đó công chúa mang giày cao gót đó công chúa. Công chúa muốn ăn bánh ăn kẹo gì không? Yeah. Em mời. Yeah. Chỉ cần đưa lại cho em một hũ nhị hoa ngày tây thôi. À, em mời công chúa ăn sô-cô-la đó. Em đem nguyên hộp ra cho công chúa luôn nha. Yeah. Ok, rồi. Nữa thì thôi đi hoài mệt quá. Đi hoài mệt quá. Không, cái đó nhà kho của em ở shop, không có gì trong đó đâu shop. Bên đây cũng là nhà kho của em này shop à, không có cái gì trong đó, chỉ có thùng bọng em để trong đó thôi à, shop thấy không? Thùng bọng với lại hả, của đó. À bây giờ em gõ cửa phải không shop? Ok, để em để đây. Rồi em gõ cửa nghe shop nha. Come in. Hello, sir. Hello. Em giao nhiệt khoan ngày tay. Dạ. Sắp có ăn nhiệt khoan ngày, sắp có uống nhiệt khoan ngày tay không? Dạ không. Ủa sao không uống? Rồi xong, dục. Rồi, thôi sắp làm gì sắp làm đi nha. Tới giờ em làm việc rồi nha. Bước ra đây ngồi lên ghế ngồi với em, lẹ lên em hết giờ. Lẹ lên đi sắp, đúng rồi. Nhiệt khoan ngày tay. Ship hồi nãy giờ mệt rồi, giờ ngồi đi nha. Tới giờ em làm việc rồi nghe sắp nha. Ok shop. Shop không có được chơi. Để bà bàn làm việc của em. Shop đi qua cái một cái góc của shop bên đây giùm em cái. Đi shop ơi. Đi qua góc này giùm em cái shop. Đây, rồi shop ngồi đó giùm em cái. Đây, điện thoại đi shop. Yeah. Wow. Rồi, ủa sao shop vô cái gì đây mất đi đây. Rồi. Sắp ngồi đây ăn, sắp chờ em nha, sắp nha. Rồi, ngồi đây đi.
dựng đồ lên lên ha. Trời ơi giỏi gì mà nhiệt con này ta. Hả? Đây gửi dài ra cho shop. Đây là shop. Shop ăn kẹo, shop khát nước, shop uống nhiệt khoa ngày tay nha shop nha. Wow! Cái gì đấy? Cái viết gì? Wow! Ba có quá trời viết gì cho chay luôn. Con nhớ con xài xong là con phải bỏ vô cái hộp này nha. Con biết mấy này lại làm gì mà mình vẽ đó con. Mình vẽ lên cái tờ giấy á. It's not different colors. Ok, rồi con lấy giấy con vẽ đi. À, đúng mà con vẽ cái nốt nhạc cho mẹ coi. It's colored pencils, right? Vẽ cái nốt nhạc làm sao? Pink, mommy. Ờ, màu pink rồi nốt nhạc làm sao nữa cho nó tròn tròn một chút. Vẽ cái nốt cầm cái viết làm sao cho nó dễ vẽ chút coi. Nói cho nè, nói cho mẹ nghe coi. Con ăn gì á? Cupcake. Con ăn gì? Cupcake. Rồi con ăn cupcake hả con? Ngon con. Gì vậy? So much hả? Ăn nhiều quá hả? Ai mượn con cắn chi chưa nhiều vô rồi bây giờ con nói con ăn nhiều quá. Rồi con lại đó con nhảy vậy, con nhảy cho mẹ coi coi. Ôi trời ơi, người ta nhảy đó hả con? Ờ đúng rồi, mẹ thấy rồi con nhảy rồi. Trời ơi nhảy hay ghê, dạo này nhảy dữ ghê. Từ khi nó đi học lớp nhảy về. Rồi tự ăn đi con. Từ khi đi học lớp nhảy về nó đang nhảy dữ ghê cô chú ơi. Nay tự ăn cơm luôn rồi, trời cơm với thịt luôn rồi. Thôi ở miếng cơm rồi miếng thịt luôn. Ôi trời giỏi quá. Ôi trời nhảy vậy luôn á hả? Nhảy bay y như cò chẹp luôn á hả? Quá dữ. Ôi chà quá dữ. Ồ trong đó nhảy vậy hả con? Quá dữ luôn. Rồi múc miếng cơm miếng thịt nó vô ăn lẹ lên. Rồi múc miếng cơm miếng thịt vô ăn giùm cái đi. Ăn giùm cái đi ơi. Ăn miếng cơm miếng thịt vô nó đi ui. Giỡn mặt ra, nó giỡn mặt nó chưa. Biết bấm không á đại ca? Rồi ăn miếng thịt miếng cơm vô giùm cái đi. Nó giờ nó chỉ nhảy cà tưng gì miết cả ngày đó chú có cho cô chú. Hả? Thấy chưa vậy hà? Không được nói vậy hả? Chứ mẹ phải nói làm sao? con không muốn mẹ nói vậy chứ con muốn mẹ nói làm sao? Mẹ nói thấy chưa vậy hà? Chứ mẹ không là mẹ nói ô giỏi quá chay ơi, không lẽ nào nói vậy? Vô lý không? Hay mượn con làm chi rồi mẹ nói con quê? Đúng không? Con mắc cỡ phải không? Mẹ nói con mắc cỡ phải không? Ừ, dạ mẹ nữa. Rồi ăn thịt gà vô giùm cái. Ăn thịt gà vô giùm cái. Giữ chưa? À, mấy cái con đó là con Angry Bird đó, Angry Bird nó nhảy đó. Daddy, Angry Bird, Daddy. Angry Bird đúng rồi. Angry Bird. Nice. Angry Bird đúng rồi. Trời ơi, nhảy gì mà ôm mới ngực kỳ vậy? Để cái tay lên ngực vậy thôi hả con, chứ không phải ôm ngực. Đúng rồi, mẹ nó làm bậy. Ta cái kiểu xì ta, người ta nhảy vậy, mẹ nó ôm ngực. Nghe em nói nghe hết á chứ nó hơi dạ không mẹ cái này. Rồi ăn cơm vô giùm cái ơi. Ăn cơm vô giùm cái đi chị hai ơi.
Nó là có cái chiêu là nhảy là đó, nhảy đó, đó. Rồi ăn cơm vô giùm cái, múc vô giùm miếng cơm, muỗng cơm. Ôi trời 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 trời, quá dữ. Ăn giùm muỗng cơm vô ghé đi ơi. Đó, đó, đó. Cắm đầu nè. Wow, quá dữ, vỗ tay. Trời ơi, cái màn nhiều màn múa này dữ à. Màn múa là bự bự đích, bự đích này dữ nè. Hay lắm chị Sky thôi Gình ơi. Vào đá đi, đây đá, nhìn chay nè, nhìn chay. Ui trời, cắm đầu chưa. Đó, đá đi nhìn chay. Cắm đầu. Head down. Are you trying to do setups?